tọa lạc tại số 1/21 đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, nay là đường Trần Tấn, số 107, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi đầu, chùa mang tên Từ Quá là ngôi chùa lá, được xây dựng vào cuối năm 1934 trên khu đất thuộc làng Tân Sơn Nhì, Gia Định, do ni trưởng Diệu Tịnh cùng mời các ni trưởng Diệu Tấn, Diệu Tánh và Diệu Thuận xây cất ngôi chùa ni đầu tiên trên đất Gia Định. Năm sau 1935 lại dời chùa sang làng Tân Sơn Nhất, từ đó chùa đổi tên thành chùa Hải Ấn. Tên gọi này được ni trưởng Diệu Tịnh, người khai sơn chùa, giải thích: Hải Ấn tức là tâm chơn như bản giác, cái tánh chơn ngã, thương ghét vui buồn là tự tâm, phiền não bồ đề cũng là tự tâm. Nói tóm lại, không một pháp nào ra ngoài cái tâm chơn như bản giác. Vậy thì ni tự này thành lập cũng do cái tâm, nên lấy hai chữ Hải Ấn. Hải Ấn, ngôi chùa ni đầu tiên trên đất Sài Gòn, Gia Định. Lễ khánh thành chùa vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, 30 tháng 8 năm 1936, do hai bà Ôm Xuân và Ôm Châu hiến cúng. Bấy giờ, ni trưởng Diệu Tịnh đã phiên tịch, nên ni trưởng Quyền Cư đệ nhị trụ trì, chung tay cùng ni trưởng Quyền Đoan, ni trưởng Quyền Đức xây dựng. Thời ấy, chùa còn có tên gọi là chùa Ba Cô. Bởi vì em biết là sư cụ Diệu Tịnh viết bài ở trong Từ Bi Âm rất là nhiều năm, 1933 là đã có bài rồi, mà tất cả quý hòa thượng cũng đều rất là khen ngợi. Và đó là cái vị giáo thọ ni đầu tiên của Gia Định. Và cái sức học cũng như là cái đào tạo căn bản của Ngài rất là bài bản. Thì ý của quý Ngài là muốn lập một cái cơ sở ni, vì hồi đó ni chưa có chùa riêng, tu học với chư Tăng, hoặc là chỉ là đóng cái vai trò là một cái người phụ bếp nấu ăn thôi, không có được phát triển. Cho nên cái mong muốn của quý ni trưởng hồi đó đó là sư cụ Diệu Tịnh, sư trưởng Quế Lâm và sư trưởng Kim Sơn, ba vị luôn luôn, mà các vị đó xuất thân gia đình là gia đình học thức, và các vị là những cái bậc mà ni lưu theo học với quý hòa thượng, tức như là đệ tử của hòa thượng Phi Lai. Sư trưởng Huệ Lâm thì đệ tử của hòa thượng Phước Tường Như Quý, còn sư bà Diệu Tịnh với sư bà Kim Sơn là đệ tử của hòa thượng Phi Lai, và được đào tạo học hỏi. Cho nên các ngài lúc đó còn trẻ lắm, chừng hai mấy tuổi thôi, nhưng mà cái chí nguyện là thành lập một cái chùa ni để cho ni có thể bảo bọc, hướng dẫn, chỉ dạy. Và tất cả những cái tâm nguyện của quý ngài thực hiện, trước tiên là Hải Ấn, và rồi sau đó đó là Huệ Lâm của sư trưởng, rồi tới Kim Sơn. Thì chùa Hải Ấn của sư bà Diệu Tịnh ban đầu được tên là chùa Từ Hóa, do ba vị sư trưởng, sư cụ Diệu Tịnh, sư trưởng Quế Lâm và sư phó của Huệ Lâm, và ba vị đồng thành lập. Thì lúc đó cũng có đã độ ni rồi, chùa rất là đơn sơ. Thì em có nghe sư bà Hải Ấn kể lại, sư bà Huyền Huệ đó kể lại, hồi đó ăn uống rất là cực khổ. Xài chén bàn bằng mũng dùa, đũa là đũa tre. Và ăn uống rất là đơn sơ, rất là thiếu thốn. Nhưng mà cái tinh thần cầu học là cái tinh thần
bước đầu của chư ni, nó khởi đầu cái bước tiến mà chư ni hôm nay mà phát triển rộng rãi mạnh mẽ như thế này là chính nhờ cái tâm nguyện của quý sư bà. Cảnh quan buổi đầu của chùa thuộc khu vực Bà Quẹo, trên đất ruộng rẫy, nhà dân thưa thớt, hoàn toàn khác với khu đô thị với nhiều nhà cao tầng san sát như hiện nay. Như vậy, kể từ ngày thành lập vào những năm 1935-1936 đến nay, chùa đã trải qua 2 lần di dời và 2 lần trùng tu lớn. Vào năm 1975, trùng tu giảng đường, và năm 1994, đại trùng tu chánh điện. Ba thế hệ trụ trì chùa gồm Ni trưởng Diệu Tịnh, Ni trưởng Quyền Cư, Ni trưởng Quyền Huệ. Hiện nay, chùa Hải Ấn được ban quản trị chùa gồm 10 thành viên tham gia quản lý dưới sự chủ trì của trưởng ban là Ni trưởng Thích Nữ Như Nghĩa. Dù trải qua 2 lần di dời, nhưng kiến trúc của chùa Hải Ấn không có sự khác biệt nhiều, vẫn giữ được những đường nét của một ngôi chùa Nam Bộ với 4 lớp mái tạo dáng bánh ít trên nóc. Buổi đầu, chùa được xây dựng theo hình chữ tam, gồm 3 dãy nhà trệt song song. Gian đầu là chính điện có mái dạng bánh ít, là dạng kiến trúc đình chùa phổ biến ở Nam Bộ. Lúc ấy, duy chỉ có nóc chính điện là bằng ngói, còn bao nhiêu thì bằng lá. Về sau xây dựng thêm một cấp mái nữa để tạo dáng thanh thoát hơn cho ngôi chùa. Trên chót mái là đỉnh tháp. Mở đầu cho công trình kiến trúc là cổng tam quan. Cửa chùa có 3 lối vào, phía trên có bảng ghi Hải Ấn Ni Tự. Mặt sau cổng tam quan cửa giữa có ghi Không Vô Tướng Vô Tác. Hai cửa hai bên là Thiền Môn và Nghiêm Tịnh. Khi bước qua cổng tam quan chùa chính là khoảng đất rộng của vườn chùa với nhiều cây cảnh được sắp xếp có mỹ thuật và tạo dáng trên một khoảng sân rộng. Nổi bật pho tượng Quan Âm Bồ Tát trong tư thế đứng. Bên trái thấp thoáng sau hàng cây là 4 ngọn tháp có chớp nhọn thanh thoát, được thiết kế theo phong cách kiến trúc tháp của người Khmer Nam Bộ. Ngọn tháp quan trọng nhất là tháp hình khối vuông, bên trong an trí linh cốt của Ni trưởng Diệu Tịnh, Ni trưởng Quyền Cư, vị đệ tử của Ni trưởng Diệu Tịnh và cũng là người thứ hai kế thế trụ trì chùa Hải Ấn, và 2 vị Ni trưởng Quyền Đoan, Ni trưởng Quyền Đức. Cạnh tháp này là ngôi tháp hình khối lục giác, an trí linh cốt của Ni trưởng Quyền Huệ. Trong vườn chùa còn lại 2 tháp phổ đồng và 2 ngôi mộ của Phật tử. Chính điện có diện tích tuy nhỏ nhưng gọn gàng trang nghiêm. Điều tạo ấn tượng nhất chính là kiến trúc của Phật điện. Đó là một mái vòm cong kiểu Gothic, bên trong tôn trí pho tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Tầng dưới của Phật điện là tượng Thích Ca Sơ Sinh và bộ Tây Phương Tam Thánh có kích thước nhỏ nhắn. Hai bên Phật điện, bên phải tôn trí tượng Phật Thích Ca tư thế đứng, mang phong cách nghệ thuật của các pho tượng thuộc Phật giáo Nam Tông với tư thế khất thực, và tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và Chuẩn Đề. Đối xứng bên trái Phật điện là tượng Phật A-di-đà và Thích Ca Niết Bàn. Như vậy, những pho tượng được đặt tại chính điện của chùa cho thấy phản phất đường nét giao lưu văn hóa với nghệ thuật tạc tượng của Phật giáo Nam Tông tại các quốc gia cận kề Việt Nam như Campuchia, Lào, Thái Lan. Được biết, Ni trưởng Diệu Tịnh, người khai sơn chùa, đã có thời gian sang Campuchia hành đạo. Nhà tổ theo phong cách kiến trúc của các ngôi chùa cổ ở Nam Bộ, tiền Phật, hậu tổ. Cách phân bố các bàn thờ trong nhà tổ của chùa Hải Ấn rất đặc biệt. Bên ngoài nhà tổ nhìn vào, bàn bên trái là bàn thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và chư Tôn Đức Tăng Tiền Bối Hữu Công. Bên phải là bàn thờ chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công và các đời trụ trì. Các thế hệ trụ trì Ni trưởng Diệu Tịnh, thế danh Phạm Thị Thọ, người tỉnh Tiền Giang, dòng dõi Phạm Đăng,
vào chùa xuất gia năm 15 tuổi tại chùa Tân Lâm. Tần Sơn Nhất Gia Định năm 18 tuổi theo học tại chùa Giác Hoa, Bạc Liêu và tại đây đã cầu pháp với Hòa Thượng Như Hiện Chí Thiền, được pháp danh Hồng Thọ, hiệu Diệu Tịnh, thuộc Lâm Tế Gia Phổ, theo dòng kệ Đạo Mân Mộc Trần, đời thứ 40. Sau khi kết thúc lớp học, ni trưởng trở về Gia Định, được cử làm trụ trì chùa Hội Sơn, Châu Thới, Biên Hòa. Lúc ấy ni trưởng chỉ mới 19 tuổi. Ni trưởng thọ tỳ kheo ni tại Đại Giới Đàn ở núi Điện Bà, Tây Ninh năm 1930 do Hòa Thượng Như Nhãn Từ Phong làm Hòa Thượng đàn đầu. Ni trưởng đã dịch các bộ kinh Vu Lan, Phổ Môn, Pháp Bảo Đàn, viết bài đăng trên Từ Bi Âm, nội dung kêu gọi chấn hưng ni phái. Tại Trường Hương Chùa Giác Hoàng năm 1933, ni trưởng được bầu làm chánh na, lãnh đạo chư ni và sau đó được công nhận là giáo thọ ni đầu tiên của Gia Định, năm đó 24 tuổi. Ni trưởng Diệu Tịnh đi thuyết pháp và giảng dạy nhiều nơi như Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Tiền Giang, Campuchia. Ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 1942, ni trưởng viên tịch tại chùa Hải Ấn, Thế Tuế 33 tuổi, 12 Hạ Lạp. Ni trưởng Quyền Cư sinh năm 1919, mất năm 1961, Quý Nhật Quang là đệ tử của ni trưởng Diệu Tịnh. Sau khi ni trưởng viên tịch, ni trưởng Quyền Cư cùng ni trưởng Quyền Học, ni trưởng Quyền Đức, ni trưởng Quyền Đoan đồng xây cất lại ngôi chùa Hải Ấn, an trí linh cốt bổn sư bằng cách xây tháp thờ phụng trong vườn chùa. Năm 1961, ni trưởng Quyền Cơ viên tịch, Quý ni trưởng Quyền Đức và Quyền Đoan tạm thay quyền trụ trì. Cho đến năm 1963, hai vị này đến ni trường Dược Sư đón ni trưởng Quyền Huệ về trụ trì. Ni trưởng Quyền Huệ sinh năm 1924, mất năm 2015. Ni trưởng thế danh Quỳnh Thị Chính, sinh tại thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Sớm một cô cha mẹ, ni trưởng vào đạo từ năm 14 tuổi, xuất gia tại chùa Bình Quang, ngôi chùa do ni trưởng Diệu Tịnh nhận lãnh, lúc ấy là năm 1939. Năm 1943, ni trưởng vào Nam, thọ đại giới năm 1944. Pháp danh Quyền Huệ, Quý Nhật Định, hiệu Như Quyền, thuộc thế hệ thứ 41, dòng Lâm Tế Gia Phổ, và tham học 3 năm liền, vừa làm ni sinh học các bộ kinh luận, vừa làm giáo thọ dạy các lớp căn bản. Năm 1952, ni trường Dược Sư được thành lập, ni trưởng được cử làm tri chúng. Khi Đại hội Ni Bộ Nam Việt khai mở, ni trưởng được cử làm tổng thư ký, lúc ấy mới 32 tuổi. Khi trụ sở của Ni Bộ Bắc Tông được xây dựng là chùa Từ Nghiêm, ni trưởng trong ban kiến thiết và quản trị, kiêm giáo thọ ni chúng. Năm 1963, khi ni trưởng Quyền Cơ viên tịch, ni trưởng Quyền Huệ được cử về trụ trì chùa Hải Ấn. Năm 1964, khi Ni Bộ Bắc Tông ra đời, ni trưởng được cử giữ chức trưởng ban Hoằng pháp và giáo dục. Năm 2009, Phần ban Ni giới Trung ương tổ chức đại hội đầu tiên tái lập hoạt động ni giới Việt Nam.
ni trưởng được đề cử là trưởng phân ban. Trong thời gian hành đạo, ni trưởng cũng là dịch giả nhiều tác phẩm như Kinh Bách Dụ, Duy Thức Chương, Luật Tứ Phần, Tỳ Kheo Ni Giới Bổn. Ni trưởng biên tịch năm 92 tuổi, 72 hạ lạp. Hoạt động Phật sự nổi bật nhất trong hoạt động của chư ni chùa Hải Ấn chính là việc giáo dục. Ngay từ buổi đầu thành lập, ni trưởng Diệu Tịnh đã chuyên dạy Phật Pháp cho đệ tử ni tại chùa. Đây là mô hình lớp gia giáo sớm nhất tại Sài Gòn. Bà thâu đệ tử bắt đầu dạy chữ Nho, rồi bắt đầu cho dịch kinh. Dịch những cái bộ kinh mà dễ nhất là kinh Di Đà, kinh Vu Lan, kinh Phổ Môn, dịch kinh, rồi giảng thuyết cho Phật tử, là đệ tử nhỏ ở trong chùa đó, trong cái chùa Từ Hóa đầu tiên đó, là giảng thuyết cho Phật tử vào những ngày thí dụ như lễ Phật thành đạo nè, Vu Lan nè, và hoặc là những cái ngày lễ quan trọng rằm giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 đều cho chư ni ra diễn giảng hết á. Sư bà luôn luôn là phát một cái tâm nguyện làm sao nâng đỡ ni giới, rồi hướng dẫn chỉ dạy sư bà đi ra miền Bắc học luật. Học luật với quý sư cụ ở chùa Quán Sứ. Học luật xong rồi đến đi tới đâu là được mời giảng đến đó. Phật giáo Hưng Yên đó mới thỉnh sư bà về giảng dạy. Sư bà giảng dạy xong rồi trở về Nam đó, thì sư bà ghé Huế, ghé đó giảng cái bộ Phạm Võng Lược Sớ 2 tháng, và triều đình ban sắc tứ cho chùa Bình Quang luôn. Hồi đó sư bà đã thành lập Bình Quang rồi, và sư bà Huyền Tông, sư bà Huyền Học là những đệ tử đầu tiên đó sư bà đã huấn luyện cho đi giảng dạy rồi. Từ năm 1965 đến năm 2005, qua 40 năm giảng dạy, chùa Hải Ấn đã truyền trao đến chư ni thế hệ kế thừa các bộ luật từ Sa Di đến Tỳ Kheo Ni Tứ Phần, bộ luận Duy Thức, bộ kinh như Lăng Già, Lăng Nghiêm đều do ni trưởng Quyền Huệ hướng dẫn. Sau khi ni trưởng Quyền Huệ viên tịch năm 2015, việc giảng dạy giao lại cho các đệ tử lớn. Ban quản trị chùa được thành lập do ni trưởng Như Nghĩa làm trưởng ban, đã cùng với các thành viên trong Nam quản lý chùa Hải Ấn đến nay. Hiện tại, hoạt động quần pháp của chùa chỉ còn một khóa tu duy nhất là khóa tu đạo tràng niệm Phật, được tổ chức hàng ngày từ 14 đến 16 giờ, có khoảng 50 Phật tử tham dự. Hàng năm, lễ quy y thọ giới được tổ chức 3 lần vào các tháng Giêng, tháng 4 và tháng 7. Mỗi buổi lễ có khoảng 30 Phật tử thọ giới. Trước giải phóng thì vắng lắm. Sau giải phóng mới bắt đầu có những chung cư, những nhà cửa nó đông lên. Trước Phật đản thì có phát quà từ thiện hàng năm đều đều, và phát khoảng trên 500 phần quà. Cũng có phối hợp với lại chính quyền địa phương, tức là chữ thập đỏ với mặt trận. Thì năm rồi thì tại vì dịch cho nên ngưng, năm nay thì tiếp tục làm. Năm nay cũng tiếp tục làm. Còn cái vấn đề Phật sự thì có cái đạo tràng niệm Phật. Đạo tràng niệm Phật là từ 2 giờ tới 4 giờ buổi chiều. Do ni sư phó là ni sư Như Phước á, là hướng dẫn đạo tràng niệm Phật. Còn mỗi tối thì chùa có Phật tử về tụng kinh thì cũng lúc trước thì đông lắm, 40-50. Từ hôm mà năm ngoái hôm nay vấn đề dịch đó cho nên khoảng 10-20 thôi. Dạ, mình giãn cách bớt á. Ra các vị cũng sợ dịch nên về nó ít hơn. Thì coi như hàng đêm cũng có Phật tử về tụng kinh cũng rất là đông. Rồi mỗi năm có 3 lần là truyền giới quy y, là rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7. Có 3 cái buổi mà truyền giới tam quy ngũ giới đó. Thì cũng khoảng hồi đầu còn 30-40,
có khi nó lúc sau thì nó lên cũng gần 50-70. Ở đây cũng được chính quyền địa phương rất là ủng hộ, và cho nên không có gặp cái gì khó khăn. Đồng bào ở đây người ta cũng giống như người ta cũng gần chùa lâu á, tôi cũng rất là thương, rất là quý. Nói chung là chung quanh dân ở đây rất là tốt. Sự hình thành và phát triển của ngôi chùa Hải Ấn cho thấy vai trò quan trọng của ngôi chùa Ni đầu tiên trên đất Gia Định này gắn liền với hoài bão, lý tưởng của người khai sơn. Trong phần ghi lại về cuộc đời mình, Ni trưởng Diệu Tịnh cho biết: "Bản ý của tôi lập chùa Ni là cốt để tiếp độ phụ nữ tu hành, dìu dắt ni chúng. Nếu mai sau cơ sở vững chắc, tài chính dồi dào, tôi sẽ mở luôn dưỡng lão đường và cô nhi viện, ngõ hầu ni chúng có dịp ban bố lòng từ bi của Phật trong các ngành từ thiện xã hội." Đóng góp lớn của Ni trưởng Diệu Tịnh cùng hai đại đệ tử là Quyền Cơ và Quyền Huệ đã góp phần quan trọng vào sự hình thành phát triển Ni bộ Nam Việt, sau này là Ni bộ Bắc Tông. Những trọng trách mà các vị này đảm nhiệm đã khẳng định tài năng, đức độ và hạnh nguyện cao cả của những thế hệ trụ trì ngôi Già Lam Hải Ấn. Ngôi chùa Ni đầu tiên trên đất Sài Gòn Gia Định đã đặt nền móng vững chắc cho công cuộc phổ hóa của Ni giới thành phố gần một thế kỷ qua. Cũng là một cái duyên rất là đặc biệt để được nhớ lại cái ơn giáo hóa của quý Ni trưởng, và nhất là Ni trưởng Hải Ấn. Thì với tư cách là một người học trò, mình là học trò đời thứ hai chứ không phải là học trò chính thức với sư cụ Diệu Tịnh, nhưng mà đã được nghe kể lại những công hạnh của các vị. Và tất cả những công hạnh đó nó là một cái chất liệu, nó là một cái dưỡng chất rất là quan trọng để thúc đẩy cái tâm hồn của một người ni từ trẻ cho tới bây giờ, là lúc nào cũng nhớ ơn quý ni trưởng, quý sư bà, và lúc nào cũng cảm thấy rằng mình có phước được làm ni Việt Nam và được có sự hướng dẫn của chư vị tiền bối. Ni giới thành phố Hồ Chí Minh ngày nay vững vàng tiếp bước các bậc ni tiền bối trên bước đường hoằng pháp độ sinh, và mãi không quên ngôi chùa ni đầu tiên của thành phố, nơi đặt nền móng vững chắc cho hàng ngàn ni trẻ hôm nay tiếp tục dấn thân trên con đường phụng sự.